nhận định bóng đá Colombia với Qatar. 4:30 phút ngày 20 tháng 6, bảng B, Copa America 2019. Ở lượt trận thứ 2, Colombia sẽ có cuộc chạm trán với Qatar. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, đây chính là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Carlos Queiroz hướng tới 3 điểm tiếp theo. Giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ mạnh là Argentina ở lượt trận ra quân, Colombia đang nắm được lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh một trong hai tấm vé trực tiếp vào vòng tứ kết ở bảng đấu này. Ở lượt trận thứ 2, Colombia sẽ có cuộc chạm trán với Qatar. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, đây chính là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Carlos Queiroz hướng tới 3 điểm tiếp theo. Xét về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, Colombia đang đứng thứ 13, tức là cao hơn Qatar tới 42 bậc. Khoảng cách này dù không quá lớn nhưng cũng đủ để cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội. Điều quan trọng là sau chiến thắng trước Argentina, Colombia đã được tiếp thêm sức mạnh rất lớn về mặt tinh thần, ít nhất là ở cuộc đụng độ tới đây. Không những thế, xét về mặt phong độ, Colombia cũng là cái tên đang tạo được niềm tin rất lớn với kết quả giành chiến thắng ở 6/7 trận đấu gần đây. Và đặc biệt hơn là lúc này trên băng ghế chỉ đạo của Colombia là huấn luyện viên Carlos Queiroz, người đã quá hiểu bóng đá châu Á khi đã từng dẫn dắt những đội bóng cả ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia ở châu lục này, đặc biệt mới đây là 8 làm việc ở đội tuyển quốc gia Iran. Trong khi đó, trận hòa 2-2 trước Paraguay ở lượt trận mở màn cũng được đánh giá là kết quả khá thành công với Qatar tại Copa America. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Felipe Sanchez đã có được điểm số đầu tiên ở giải đấu. Có thể nói, với sự đầu tư lớn nhằm chuẩn bị cho World Cup 2022 được tổ chức ngay trên sân nhà, Qatar đã có những thay đổi hết sức tích cực cả về mặt chuyên môn của nền bóng đá và ở thời điểm hiện tại. Sẽ là sai lầm nếu chủ quan trước đội bóng này, nhất là sau khi họ đã khiến cho Paraguay phải chật vật mới có được một điểm ở trận ra quân. Mặc dù vậy, với chuyên môn tốt và cũng có thừa sự khôn ngoan, thầy trò huấn luyện viên Carlos Queiroz vẫn đang ở thế chủ động hơn rất nhiều ở cuộc đụng độ tới đây. Điều đó cũng được phản ánh trên sàn giao dịch châu Á khi trận này Colombia được xếp ở tỷ lệ 1-1/4 cùng điểm ăn thấp so với đại diện đến từ châu Á. Với cách ra kèo như vậy, không chỉ là chiến thắng, thậm chí một trận thắng cách biệt là điều mà Colombia có thể hướng tới ở cuộc đụng độ tới đây. Trong một diễn biến khác, với mốc tổng bàn thắng được niêm yết ở mức 2-1/2 cùng thang lợi nhuận không quá chênh lệch, kịch bản tưng bừng bàn thắng chưa hẳn đã đáng tin cậy ở trận này. Với huấn luyện viên Carlos Queiroz trên băng ghế chỉ đạo, sẽ khó cho bất cứ đối thủ nào muốn xuyên thủng mảnh lưới của Colombia. Với Qatar, trong điều kiện phải chơi ở thế cửa dưới, lại trước đối thủ mạnh cũng sẽ khó mà chờ đợi vào sự cởi mở. Vì thế mốc dưới sẽ là lựa chọn phù hợp hơn ở trận đấu tới. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau. Dự đoán, Colombia thắng 2-0 Qatar.